cái Trần qua đây đi. Từ nãy giờ anh thấy nó nói được hai câu là nó tỉa sang này, nó hai câu là tỉa sang này. Nhầm rồi. Đừng có để cho người ta được. Không. Tọa nguyện nhá. Không, em cuồng ngày xưa chết rồi anh ơi. Để anh tạo niềm tin cho em. Em nghĩ sao về Hương Giang? Trời ơi, mọi người, đây không phải là chương trình kết bạn bốn phương. Chứ còn hồi xưa đối xử với người ta như thế nào đến ngày hôm nay? Không phải hồi xưa, bây giờ. Tới bây giờ vẫn chưa tốt được một tí nào sao Bình? Sao vậy Bình? Bình ơi, khi nào Bình mới trưởng thành hả Bình? Như vậy là không được rồi, đàn ông mà vậy là không được. Không rồi. Thể chấp nhận được. Sao? Mời Hương Giang. Cái bạn này, cái ánh mắt ấy, bờ môi ấy nó rất là khiến em có cảm giác bạn ấy làm cùng nghề với cả Phiêu Diêu với cả Mickey. Tại vì á, cái mặt bạn ấy nhìn vào cái máy vi tính, cái ánh mắt đấy, cái môi trơ ra trông nó giống như là... Em tại sao lại dùng cái môi trơ ra là sao? Có cái môi... Như là kỳ thị ấy nhỉ? Còn em thì sao ấy? Không, ý em là cái sự tập trung đấy. Là nó giống là mỗi lần mình tập trung thế nào là... Không, nó trông nó giống như cái kiểu là đánh đi. Tập trung căng thẳng quá rồi, bắn môi luôn đúng không? Dạ dạ, trông nó giống như kiểu là đánh đi, muốn bắn trường thì bắn. Thì nó không giống, thì nó giống hơn. Với thứ hai nữa là bạn này nếu mà làm hòn ăn bổ á, cái tay đưa vào nước như thế mà lại đeo đồng hồ, không hợp lý. Đồng hồ không có sao em. Mồi trong nước mà. Nhưng còn cái đoạn vặn đấy anh. Trong nước. Nhưng mà đồng hồ bây giờ người ta xuống hồ bơi, đi biển người ta bơi còn được mà Giang. Mà nói chung là bạn này chắc chắn không phải là bạn làm hồ nông bộ. À. Em nghĩ là vậy. Em thì đây bạn này làm dancer. Cũng có thể dancer. Em thấy cảm giác nãy giờ là giống dancer lắm. Chính xác. Mà bạn này đẹp trai nha. Đúng rồi, ông trời không cho ai vừa đẹp trai vừa hát hay được hết á. Sơn Tùng là gì? Số ít. Em ơi ông nhiều lắm em ơi. Nè, đúng Thịnh nè, Sơn Tùng nhưng nè. Nhưng mà vẫn là số ít mà. Bây giờ nè, hồi nãy Giang nói là bạn này giống bên cái mé streamer tụi em. Anh đề nghị mỗi đứa hát một câu để cho người ta thấy được là cái ngành của tụi em, cái ngành công nghiệp streamer là tồn tại những thành phần âm nhạc như thế nào đó. Anh bị hát trước, anh bị hát hay lắm. Ok, sau tất cả mình lại trở về với nhau. Từ nhau chưa bắt đầu, từ nhau mình với cái... Hai đứa chung một tủ hả? Ở vậy em biết nói à. Nếu mà chị Hương Giang này nhận xét anh này giống bọn em là cái giọng hát cũng y chang. Ê chà. Ê, mệt quá ha. Cái Trần. Dạ. Cho một lời nhận xét thông minh và sâu sắc coi. Em nghĩ là bạn này là liên quan về tới nghệ thuật, có thể là làm dancer. Dạ, và bạn này nói chung là nhịp nhạc thì có thể rất là tốt, nhưng mà hát thì chắc chắn không hay. Trường Giang cũng có thể là hay, nói chung là cũng 50-50 đó. 50-50. Vậy là bây giờ mình chốt là hai người đầu tiên. Em nghĩ là hai người đầu tiên là hát hay, hai người tiếp theo là hát dở. Đấy của em là dễ. Tự dưng là tôi lại giống Phiêu Diêu. Thế đổi người đi. Ừ. Thế không, anh em mình là giống nhau. Đây, về đây bên anh. Anh ơi, nói chung là em không sợ sa thải Phiêu Diêu, em chỉ cần một lý do thôi. Anh ơi, cây Trần qua đây đi. Từ nãy giờ anh thấy nó nói được hai câu là nó tỉa sang này, nó hai câu là tỉa sang này. Nhầm rồi. Đừng có để cho người ta được. Không. Tọa nguyện nha. Không, em cuồng ngày xưa chết rồi anh ơi. Để anh tạo niềm tin cho em. Em nghĩ sao về Hương Giang? Trời ơi, mọi người ơi, đây không phải là chương trình kết bạn bốn phương. Đây là nói chung là mình đồng cảm thôi. Mình đồng cảm thôi. Ôi, nhưng có đúng là, đúng chết không? Chết rồi Nghĩa. Bạn này á. Anh này nó khoái. Đổi thôi, đổi thì, cho em thì mình rồi. Mình đồng quan điểm rồi đúng không? Nó kìa, nó cười kìa. Nó khoái. Trời ơi, em nó khoái. Ở lại đi. Ủa, sao mà bây giờ khoái ôm mặt luôn đây. Khoái. Trời ơi. Anh nói đúng rồi. Chết cười mà mày khoái. Không, em nghĩ là như vậy nè. Thực sự em không có nói là tất cả mọi người. Ủa khoan Giang, em vẫn đang nói về chuyên môn hả? Dạ, để em đang không, em đang nói về cái này nè. Mọi màu. Cháu nó nhìn quá. Không, em đang nói là thực sự á, nó không phải là tất cả. Nhưng mà phần lớn màu da nào, sắc tộc nào, giới tính nào. Ủa? Thì cũng sẽ... Em đã lỡ ứng xử hoa hậu á Giang. Thì cũng sẽ yêu thích hoa hậu thôi. Cho nên nếu như các bạn ấy có thật có một cái ánh nhìn gì đấy bày tỏ cái sự hâm mộ thì em nghĩ là nó cũng là sự dễ hiểu, đúng không ạ? Nhưng mà bạn kia, khi cây Trần nói, bạn nữ kia thể hiện rõ cái sự bứt phá của mình. Bạn không còn đứng cái dáng cũ nữa, bạn xoay ra như kiểu là một thách thức. Giang, cây là của em. Mỏi, em đứng lâu mỏi đơn giản. Giang, em về với bản chất của em rồi. Từ cái đoạn mà xoay ra thôi anh ơi. Bạn đấy thì theo trời ơi, lái vào chủ đề khác rồi anh ơi. Bạn đấy chắc chắn là làm nghệ thuật đâu anh.
nó khoái. Nhưng mà em biết bạn nó làm cái gì trong nghệ thuật không? Thì anh biết rồi, nhưng mà nó khoái. Dạ không, em không có cầm... Không có cây quyền trượng hả? Có cầm cái cây nào không ta? Ở đây có hay đi thi hoa hậu đâu. Cây micro. Ôi sao anh nhớ? Bây giờ nếu mà phỏng vấn trả lời thì chẳng lẽ không cầm micro đúng không? Không, ví dụ đeo cái này giống anh sao? Không bao giờ hoa hậu mà cái, đeo này sao người ta phỏng vấn? Cái, hôm nay em nghĩ em trai, em trai. Cái vấn đề là ở đây không ai trả lời ngoài em hết trơn. Cái vả dữ vậy đó hả? Thì em nghĩ thẳng đi. Thì em nghĩ thẳng đi. Thì em nghĩ đúng mà. Nhìn thẳng, nhìn thẳng, nhìn thẳng. Thì bây giờ chẳng lẽ giờ hoa hậu lên hôm nay em thấy sao về đại dương của chúng ta? Em để này. Em vẫn thể thiết luôn. Thì phải đưa mic ra thì rồi. Nói chuyện thì nó mất lên với lịch sự thì nó khoai, nó khoai. Mình tạm mình gác chuyện tình cảm cá nhân lại ở đây. Sao vậy Giang? Cả cuộc đời em từ khi sinh ra đến bây giờ biết Trấn Thành mười mấy năm, chưa bao giờ xin Trấn Thành một điều gì. Giờ muốn xin gì? Có thể nào để Will về với tôi được không? Sao vậy? Em rất là thích Will. Hả gì? Chú để người ta tự nhiên đi. Hả? Để người ta thích về đội bên nào thì để người ta tự quyết định. Mình đừng xin xò gì cả. Ủa khoan. Tại sao có một cái hành động lại ngăn cản người ta khi người ta vừa đề nghị một cái chuyện rất là bình thường vậy ta? Anh Thành, anh Giang, hôm nay bé hứa chăm ngoan, hay anh ngồi xuống giùm bé. Ủa, bé sẽ chăm ngoan. Cái hành động đó bổ trợ cho cái hành động này nữa mới ghê. Thật sự là rất là thích Will luôn. Tại vì càng ngày Will càng năng động, càng mạnh mẽ. Đâu phải có mình Giang thích Will, có nhiều người cũng thích Will nữa đó. Đúng vậy. Rồi. Ủa là sao không hiểu luôn á? À, mọi người ơi, chắc em chết rồi ha. Em chết. Chết rồi ha. Phương ơi, em còn sống Phương à. Đó là em, trời ơi, chắc chết rồi hay sao á trời. Hôm nay cái bộ đồ nổi bật của em không cứu nổi em. Dạ trời ơi, thôi rồi. Bữa nay em rất nổi bật bữa nay, nhưng mà bởi vì người ta đang quan tâm tới những cái câu chuyện đằng sau hậu trường đó em. Những cái mạch sóng ngầm nó đang cuồn cuộn. Anh có nghe gì không? Cái gọi là bí mật show biết em biết rồi. Mọi người có nghe gì không? Tuyệt. Tâm hồn em rặn vỡ đó trời ơi. Ai Phương? Hả? Em không vô hình đâu, em dọn trước đi. Nên em nổi bật lắm. Phương ơi, đó thì bây giờ hôm nay cái quyết định của em nó sẽ ảnh hưởng đến an nguy của một số ca sĩ. Anh nghĩ là em nên tìm cách để biết được là mình nên bình yên hay chọn sóng gió. Ủa anh Giang, anh Thành, bình thường mọi người giành giật lắm mà sao nay mọi người kỳ vậy? Bây giờ vậy nè, nói về màu sắc quần áo thì rồi, cái tông bên kia nó vẫn sáng hơn mình, không? Nó hợp với lại Ái Phương hơn bên đây. Đâu, lớp lạnh thì về với lớp lạnh chứ chị. Nhưng bên em là tông nâu vàng, chị Ái Phương có màu vàng. Đúng rồi. Đó. Em nói ý kiến đi. Em nghĩ em muốn như thế nào? Một chị bên ơi, là một người anh thân thiết, một bên là một người bạn lâu năm. Bây giờ em không biết nói câu nào. Bạn lâu năm đi chị. Đây, bạn lâu năm, chị biết em từ rất chị lâu hiểu rồi. Em, chị nhìn mắt là chị biết em muốn gì rồi. Thôi, thế thì để Quỳnh Anh nói ra những gì Quỳnh Anh muốn đi. Chứ bây giờ em nhìn mắt. Hay quá, nói này cao tay quá. Bạn rồi, lâu năm mời nói, thì... mời nói. Ê, sao tự nhiên mình nói chuyện mà Will nó đổ mồ hôi hột kìa. Quỳnh Anh, em cứ thoải mái đi. Lo lắng gì vậy ta? Thôi, em nhường anh tự quyết định á. Ôi, bây giờ mà còn nhường nhau nữa. Sao tình cảm quá vậy? Ái Phương. Gì? Mình là đàn ông mà nhường phụ nữ. Em nói trước đi. Sao nhường khôn quá vậy? Anh Nghĩa, anh có biết chuyện gì đang xảy ra không? Biết chứ sao không biết. Cái chuyện tình cảm của Will và Sin thì ai cũng biết mà. Nói gì vậy? Tụi nó nói cái gì vậy? Trời ơi. She may be the face I can't forget. A trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the price. Anh vừa mới nói cái gì vậy? Coi như là chưa có gì cả nha. Đề nghị chương trình đừng cắt khúc này. Maybe the face I can't forget. Thôi mọi người ơi, thật sự là nãy Trường Giang rất là thích Vi nên muốn Vi về chứ không hề biết cái vụ đó. Thiệt. Chú này. Tại vì chú chỉ biết là hồi xưa là Will có quen với lại Katie Nguyễn thôi, chứ không có biết là cái gì. Trời ơi. Cắt sóng giùm tôi. Trời ơi. Bởi vậy anh mới nói nè, bây giờ chọn về lẹ đi thì an nè, toàn. Bữa nay á, mời chú anh Vũ làm gì? Mời Katie Nguyễn đây mới có chuyện bạn. She may be the face
Trời ơi, tay nát của đời trai Will rồi. Thôi, rồi. Phương ơi, bây giờ nè. Em chọn đi Phương ơi. Không để cho Will với Quỳnh Anh khó xử. Bây giờ em cứ làm theo con tim của em đi nha. Em với lại Ai Phương đang đóng chung phim cho nên nhìn mặt nhau cũng chán lắm rồi. Thôi, đảo lửa. Thôi, đảo lửa đi. Sao vậy Nhi? Anh thấy bình thường là em tung tăng, em xuất hiện, em nhún nhảy dữ lắm mà khi lên sân khấu. Tuy nhiên sao bữa nay đi ra cùng với Bình mà em đi như là tượng sáp vậy Nhi? Biết sao không? Sao vậy? Hồi xưa lúc mà yêu thương nhau người ta không đối xử tốt với nhau. À. Bây giờ gặp lại nó hơi ngại thôi. À. Giờ trước khi chào mọi người, giờ cho phép em bắt tay Nhi cái được không? Không được đâu em ơi, tại sao sáng nay vô em chào Nhi rồi mà Nhi không chào em mà. Đúng rồi, bây giờ em làm Nhi lơ cái là mình quên. Bây giờ người mình ta tâm. Không muốn thường với những người cũ mà đối xử tốt với người ta thì người ta còn ân cần, chứ còn hồi xưa đối xử với người ta như thế nào đến ngày hôm nay? Không phải hồi xưa, bây giờ. Tới bây giờ vẫn chưa tốt được một tí nào sao Bình? Là sao vậy Bình? Bình ơi, khi nào Bình mới trưởng thành hả Bình? Nếu như vậy không được rồi, đàn ông mà vậy là không được. Không rồi. Thể chấp nhận được. Thôi mấy gì về đi. Không có phải. Về đi, mới vô chưa gì hết đi, dồn dập quá rồi. Dồn dập quá. Anh nghĩ là Thành nói đúng á, tính khi nào mới trưởng thành mặt dưỡng có để râu. À. Anh phải nói lại cho chính xác đó, không phải là để râu, là chừng nào mày mới chịu cạo râu. Tại sao em đi quay chương trình mà em quên cạo râu vậy hả Bình? Dạ tại vì... Hay là mới cấy hôm qua tiếc không cạo? Đừng nói chuyện cấy gì ở đây. Nhiều người không thích nghe từ cấy, lông cấy tóc rồi đâu, nó không nên. Trời ơi, đừng nói tiếng luật bạn tôi nha. Các bạn, chúng ta đang đứng với khách mời. Ok. Tại sao chúng ta lại bỏ quên khách mời của chúng ta? Xin lỗi anh, tại vì có những cái đầu nó phải nhắc đến. Nói đi em Nhi. Gặp Bình là em nó không thoải mái, không mấy rồi mà sao mà bốn em phải nói rõ không ấy là sao. Gặp Bình em không ấy là không ấy. Ê, không ấy là không cái gì nha. Em muốn ấy hả? Nói chung em hơi bị ngợp. Hơi bị ngợp hả? Ủa cái gì đâu mà ngợp, em Bình nó cũng như xưa thôi mà. Bình bây giờ vậy đi, cho bạn một cơ hội để thanh minh, bạn đối xử với người ta như thế nào để người ta phải ấy hay không ấy kìa. Tôi đâu biết gì đâu trời. Thôi như thế này, nếu như mà giữa hai bạn có một cái khoảng thời gian nó cũng hơi cách xa nhau hơi không ấy. Ừ đó, không còn theo dõi nhau nhiều nữa thì thôi coi như ngày hôm nay là một dịp để mình ấy nhau. Ừ, kết nối với nhau phải ấy đó. Phải. Bây giờ nào bình ấy với lại ấy đi, chứ đừng để ấy nó ấy. Ôm ấy một cái tình cảm, hôn nó cái nhẹ coi. Sao mà hung cái gì, sao mà cái mặt như là tượng sáp luôn nè, cái mặt đơn. Cái gì vậy? Hung đại nghĩa thì nhiệt tình, hung con nhỏ người ta thì hửi như cái nón. Thôi bây giờ vậy nè, tại vì á là ngày hôm nay mình xuất hiện để mình chơi một cái game cho nó vui. Đừng làm họ tự áp lực, họ ngại. Bởi vì bây giờ mỗi người đã có một công việc và có một cái lối đi riêng rồi. Mất công nhiều người nhìn vào thì ảnh hưởng tới nhiều thứ, không tốt. Thôi sao tự nhiên bữa nay. Cái gì vậy? Mấy em có nhìn ra anh Trường Giang hàng ngày hay không mà gọi nhiệt tình vậy? Bữa nay như ông ai nhập em vậy Giang? Có vài chữ. Vô tình bạn ấy phát hiện. Gì vậy? Sao có một cái sự mà tự nhiên đến mức tự tin và không có tự chủ như vậy hả Bình? Em không tin vào những gì mình đang thấy luôn anh. Em như một cái cây chổi lao rồi nó tới nó lao kiến á. Vậy cái áo tôi mua mấy trăm euro mà nó lỡ. Mà cái gương mặt thờ ơ nó không quan tâm tới những gì em nói nãy giờ luôn á Thành. Nó lỡ nó lao rồi nó đi về rồi. Không một tiếng cảm ơn gì luôn á. Anh tin không anh Nghĩa thiệt á? Ý Nhi em nói gì đi Nhi? Trời sao em yêu được một người như vậy hả Nhi? Ai cũng có lỗi lầm mà. Thôi không sao đâu Nhi. Sao? Giờ thấy làm sao? Thấy cô số 7 này làm sao? Hết biết rồi. Trời đất ơi, hai đứa yêu nhau đúng rồi. Bây giờ nè, lau mắt kiến xong rồi nói đi. Em nghĩ để cho mọi người lên ý kiến trước đi rồi. Ý kiến của em sẽ là quyết. Nó nguy hiểm lắm, nó là phải sao cùng. Nói hết đi, nó nguy hiểm lắm. Làm ơn nói giùm. Hãy nghe nhà triết học gia nói. Đứa gương mặt này, vóc dáng này. Mà bạn ấy hát hay nữa. Thì bây giờ bạn ấy đã là một ca sĩ nổi tiếng rồi. Tại sao bây giờ bạn ấy vẫn ở đây trong chương trình Giọng Ải Giọng Ái? Chưa thuyết phục, đúng không? Ủa nổi tiếng là ủa hát hay là đẹp là nổi tiếng sao? Mỗi người có một cái duyên số khác nhau. Em biết ở ngoài xã hội mình có bao nhiêu người hát rất hay đẹp hơn em gấp trăm lần, họ không nổi tiếng bởi vì cái duyên số họ không được nổi tiếng. Còn em mặc dù em nổi tiếng. Thôi bỏ. Tuy Nhi em thấy sao? Dạ em thấy bạn này hát không hay.
Không hay à? Tại vì thì giống như Thành nói đó, Thành nói hết rồi, nhưng đâu biết nói gì nữa đâu. Nhỏ hiền quá trời, xưa chắc bị ăn hiếp lắm á thiệt. Nhỏ nhìn hiền như con nai tơ. Vậy? Là sao phản ứng như vậy? Phản ứng á, thái độ á. Sao có nụ cười như là sao? Mà anh như nè, khinh bị. Rồi mà khinh bỉ ra mặt à, cái kiểu như Thành đã lầm rồi, Thành sai rồi. Đúng không? Không phải, đang ngồi nghĩ một cái chuyện đó thôi. Sao như vậy mà ai chọn sao? Vậy? Ai chọn vậy? Không biết, con gái người ta như con búp bê. Thương lắm nhưng mà em mới một lời khuyên thôi, hiểu không? Đôi khi là tát liền nhi, tát liền nhi. Tát liền nhi. Cái tai thuận đó, cái tai thuận đó. Đừng có bất quá tam, mình lần hai lần sai rồi thì mình còn bây giờ mình thắng thua gì thì hai vòng này nháp em bỏ mà đâu có tính đâu. Ừ. Đúng rồi, vòng cuối mới quan trọng. Ừ. Cái mặt người ta như vậy đó. Sao? Đẹp gái như vậy. Mình ơi, hát mình đàn ông con trai á, mình đừng có sọc qua nhà của phụ nữ mà mình ngồi mình nói chuyện gì rất bất lịch sự không nha sao cưng. Cả mình vẫn ủng hộ là hy vọng là lần sau là Nhi sẽ thắng. Trời, Nhi nó dạy như vậy. Sợ, không, phải, không phải sợ là lịch sự chứ còn cái cảm giác của Nhi là Thành làm thành nè, trời Nhi trời gớm quá gớm. Ờ dạ như là gớm luôn á, có đuổi không mà cứ sát sát vô. Nhi là hiện nay nó đang mang cái tâm lý kỳ thị cái gì vậy, trời dịch bệnh đi. Là vậy mà vẫn ngồi lì kìa đó chưa, người ta vẫn kiên quyết ra mà. Trời ơi, hồi nãy giờ tôi tưởng mà không có những lời thoại là lòng tiếng, hãy cho anh một cơ hội nữa đi. Hai đứa nghĩ sao? Anh nói trước đi. Ok. Theo giác quan của em thì bạn này cái âm cuối phát ra trong video clip á thì em nghĩ là không có hay. Tại vì nghe nó hơi cũng hài hài như bạn Wow vậy đó, nên là không có hay đâu. Con có nghĩ giống vậy không? Con nghĩ thì là con nghĩ khác. Cái nét mặt của bạn ý khi mà cắm hoa và hay là nhìn máy quay nó hơi bị lúng túng, thì không giống như là kiểu một người mà quen với máy quay hay quen đứng trước đám đông. Không em ơi, ở các bạn này không phải là ca sĩ hay là diễn viên. Họ là những người làm công việc hết sức bình thường, nhưng mà chẳng qua là họ hát hay hoặc là họ hát dở mà thôi. Cho nên là nhiều khi họ hát hay họ vẫn có thể lúng túng trước đám đông hoặc là trước máy quay. Ok. Nhưng mà con vẫn nghĩ là không hay. Không hay. Là nghĩ vậy giống Will. Thế thôi con nghĩ là hay. Cái gì vậy? Em cứ cố tình em đi một vòng phải khác rồi cuối cùng định mệnh lại bắt em giống cái gì thuộc về nhau nó Em nghĩ là hát hát hay đó, tại vì mặt cũng xinh xắn rồi, nói chung là thấy cô này cũng chăm chút cho mọi thứ thì em nghĩ là hát cũng sẽ không phải là quá xuất sắc nhưng mà cũng sẽ ok. Giang, chỉ những cô gái xinh xắn như Xin Quỳnh Anh thì nghĩ là hát hay khác dở. Không, Quỳnh Anh thì sẽ là hát ok đó, chú cô luôn có niềm tin ở con á. Will. Dạ. Với những cô gái xinh xắn như vậy thì em nghĩ là hát hay hát dở. Con gái xinh như ai cũng hát hát ok, hát ổn hết anh. À vậy hả? À. Ê, đâu được. Sao? Cái người hát ổn đâu vô đây. Vậy. Với em là ổn hết. Có người ổn, có người không ổn chứ. Con thấy sao? Dạ. Con cũng 50-50 thôi. Tại vì nếu mà xinh xắn mà có giọng cao như thế mà hát hay luôn thì nó cũng hơi dễ. Mà nghĩ là chương trình sẽ phải có cái gì để đánh lừa hơn một tí, nên là chắc là phải tìm hiểu thêm. À. Cái mùa trước em coi á, là mình kinh nghiệm là nhìn kiểu như là thấy ai mà kiểu sáng sủa là sẽ hát hay. Rồi thấy ai mà nhìn kiểu hơi hơi dữ hay là ấy là sẽ hát dở. Nhưng mà không, năm nay em không bị đánh lừa nữa đâu. Em nghĩ bài này sẽ hát hay luôn. Hy vọng là vậy. Hy vọng đi. Hy vọng là vậy. Quỳnh Anh, con thấy sao? Con thấy là... Nghĩ khác liền. Nghĩ khác. Không thể giống con tay thấy được. Con thấy là không thể hay. Đúng. Không thể lắm. Tại sao không thể hay? Tại vì nó là như thế rồi. Tại vì Will nói là hát hay. Gạt cái lý do cá nhân qua cho cái lý do nào nó cụ thể, nó xác đáng hơn chút được không? Nó thuyết phục hơn thôi. Lý do thì hiện tại nó chưa nghĩ ra. Nhưng mà có nghĩ là hay. Chặt gà là không hay, tại kế bên nhà con có bà chặt gà, bà không hay, hai bà. Chặt gà là hát không hay, tại vì kế bên con là bà chặt gà không hay. Trời ơi, nghe người hết sức không, tự nhiên giờ chặt gà là hát không hay vậy đó. Kế bên nhà có bà chặt gà hát không hay.